diễn viên đồng loạt bỏ sân khấu của Minh Béo. Những diễn viên trụ cột của sân khấu sau Minh Béo đều ngừng cộng tác ngay sau khi Minh Béo trở về từ Mỹ với tội danh ấu dâm. Những ngày qua, Minh Béo bị dư luận phản đối dữ dội khi đăng clip xin lỗi. Rất nhiều khán giả xem clip nhận định Minh Béo đã giả dối và ngụy biện, hoàn toàn không có sự hối hận thực lòng. Trong video, nam diễn viên chia sẻ mong muốn được tiếp tục làm nghề và duy trì sân khấu sau Minh Béo để làm thiện nguyện. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đây chỉ là chiêu trò làm màu của cây hài từng phạm tội ấu dâm tại Mỹ. Trang web của sân khấu sao Minh Béo không cập nhật thông tin về các vở diễn trong tháng 5 mà chỉ có lịch của tháng 6. Sân khấu vẫn đăng thông tin tuyển diễn viên cho các vở diễn. Phóng viên Jin.vn đã liên lạc với diễn viên của sân khấu sao Minh Béo để tìm hiểu tình hình, và thực tế là hầu hết diễn viên trụ cột như Lê Sang, Phúc Béo và Hoàng Yến My đều đã ngừng cộng tác với Minh Béo. Từ khi thành lập, sân khấu sao Minh Béo tập hợp các nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như Kindy Thái Tài, Vũ Mạnh Cường, MC Ngọc Tiên, Phúc Béo. Trong thời gian Minh Béo bị bắt giữ ở Mỹ, các diễn viên đều khẳng định họ vẫn gắn bó với sân khấu, thậm chí sẵn sàng giảm cát xê để sân khấu có thể tồn tại. Tuy nhiên, ngay sau khi Minh Béo trở về nước tiếp quản sân khấu thì các diễn viên đồng loạt ra đi. Một nguồn tin trong giới tiết lộ với phóng viên riêng rằng các diễn viên nghỉ việc vì không chấp nhận thái độ và cách cư xử của Minh Béo. Diễn viên Lê Sang, cựu đại trưởng của sân khấu, là người một tay lo cho sân khấu của sao Minh Béo khi nam diễn viên bị bắt. Anh cho rằng đã ngưng cộng tác với sân khấu ngay khi Minh Béo trở về nước. Hiện tôi cộng tác với sân khấu 5B. Đã lâu rồi tôi không biết tình hình của sân khấu sao Minh Béo. Dừng cộng tác ở đây là câu chuyện cá nhân. Tôi không muốn nói cụ thể, Lê Sang khẳng định. Trước thắc mắc về tin mâu thuẫn với Minh Béo, Lê Sang lấp lửng. Khi mình cho đi nhiều mà nhận lại không đúng với công sức, thì tốt nhất nên dừng lại. Tôi không thích làm việc với những người khó khăn thì cần mình, nhưng sau đó thì lại đối xử khác. Về diễn viên từ ngày đầu tốt nghiệp, nhưng Hoàng Yến My cũng đã từ giã sân khấu của Minh Béo vì lý do có công việc riêng. Cây hài chủ chốt của sân khấu là Phúc Béo cũng đã ra đi vì bận rộn với các dự án đóng phim kịch ở bên ngoài. Trước đó, Minh Béo trở về Việt Nam sau 9 tháng ngồi tù ở Mỹ vì tội ấu dâm, đã vô tư đăng hình lên Facebook, thậm chí còn thông báo tuyển diễn viên, khiến dư luận phẫn nộ. Đa số đều phản đối và cho rằng anh không đủ tư cách để tiếp tục làm nghề khi đã phạm tội đáng xấu hổ này. Nhiều người dành cho cây hài những lời lẽ bức xúc như dày mặt, đáng tẩy chay, thật xấu hổ, mỗi nguy hại cho xã hội. Trong bộ phim Bước Nhảy Hoàng Vũ mới ra mắt, vai diễn của Minh Béo trong phim cũng bị VTV cắt bỏ. Ông Ngô Hoàng Dân, trưởng phòng phim Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Minh Béo bị nhiều khán giả phản đối liên quan đến tội ấu dâm, cũng như cách ứng xử sau khi trở lại Việt Nam.